chào các bạn! Chắc hẳn mọi người đều biết, hiện nay thì tấm bằng IELTS có tầm quan trọng rất là lớn và mang lại vô vàn lợi ích cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như là người đi làm trên con đường phát triển học vấn, nghề nghiệp và phát triển bản thân nói chung. Vậy thì chắc hẳn có rất là nhiều bạn đang tự hỏi không biết nên bắt đầu học IELTS từ đâu và theo lộ trình như thế nào cho hợp lý để đạt được mức điểm target của mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lộ trình học tập để đạt mức 5.0 đến 5.5 IELTS tại IELTS Fighter nhé. Và đây chính là tổng quan toàn bộ lộ trình để đạt được 5.0 đến 5.5 IELTS tại IELTS Fighter. Để đạt được mức điểm này, bắt đầu từ con số 0 thì các bạn sẽ phải trải qua 5 khóa học như sau. Đầu tiên là khóa Basic IELTS sẽ kéo dài trong 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 2.0 đến 2.5. Tiếp theo là khóa Pre-IELTS kéo dài trong 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 3.0 đến 3.5 IELTS. Tiếp sau đó, các bạn sẽ chuyển đến khóa Pre-Foundation cũng trong 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 3.5 đến 4.0 IELTS. Và khóa cuối cùng trong lộ trình đó chính là khóa Foundation với mục tiêu đầu ra là 5.0 đến 5.5 IELTS kéo dài trong 2 tháng rưỡi. Và sau khóa Foundation sẽ là IELTS Speaking Writing Intensive, nói và viết chuyên sâu với mục tiêu đầu ra là 5.0 đến 5.5 cho hai kỹ năng chủ động là nói và viết, speaking and writing. Vậy thì đây là tổng quan lộ trình để đạt được mức điểm 5.0 đến 5.5 tại IELTS Fighter. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng level, từng khóa học một nhé. Đầu tiên, đối với level Basic IELTS dành cho người mới bắt đầu, chưa có gốc tiếng Anh hay là mất gốc tiếng Anh, thì chúng ta sẽ học khóa này trong khoảng gần 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 2.0 đến 2.5 IELTS. Và đến với khóa này, các bạn sẽ được xây gốc nền tảng từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp level A2 đến B1 để các bạn có thể xây gốc cho việc học IELTS chuyên sâu sau này. Và cụ thể thì đối với từ vựng, chúng ta sẽ được học các từ vựng quen thuộc trong IELTS thuộc các cấp độ A2, B1. Về ngữ pháp, qua khóa học này các bạn sẽ được nắm vững các kiến thức ngữ pháp cơ bản ứng dụng vào trong những tình huống thực tế và những tình huống trong IELTS. Đồng thời, các bạn cũng sẽ bước đầu học các cấu trúc ngữ pháp phức tạp và ứng dụng chúng. Về ngữ âm, chúng ta sẽ được học các phụ âm, nguyên âm cơ bản trong tiếng Anh để xây nền phát âm và đồng thời các kỹ thuật phát âm nâng cao hơn một chút. Và đó là tổng quan về level đầu tiên trong lộ trình khóa Basic IELTS. Tiếp theo, sau khi hoàn thành Basic IELTS và đạt được 2.0 đến 2.5 IELTS, các bạn sẽ chuyển đến khóa tiếp theo trong lộ trình, đó chính là level Pre-IELTS kéo dài trong khoảng gần 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 3.0 đến 3.5 IELTS. Và với level này, các bạn sẽ được bước đầu làm quen với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong IELTS. Và trong level này thì listening và reading hay là nghe và đọc sẽ chiếm trọng số lớn hơn. Cụ thể, đối với nghe thì chúng ta sẽ được tập trung vào listening part 1 với các chủ đề survival English hay là tiếng Anh trong đời sống hàng ngày cũng như là academic English, tiếng Anh học thuật đơn giản, cơ bản nhất thường xuất hiện trong IELTS listening part 1. Về đọc thì chúng ta sẽ tập trung vào 3 dạng đề dễ nhất trong IELTS reading. Còn đối với nói và viết thì các bạn sẽ bắt đầu được làm quen với cấu trúc bài thi nói và viết và thực hành một số dạng đề cơ bản. Và sau hai khóa Basic IELTS và Pre-IELTS này, chắc chắn là các bạn sẽ xây được nền tảng ngữ pháp, từ vựng, phát âm cũng như là các kỹ năng cơ bản để sẵn sàng cho việc luyện thi chuyên sâu sau này. Level tiếp theo trong lộ trình đó chính là Pre-Foundation, kéo dài trong khoảng 2 tháng với mục tiêu đầu ra là 4.0 đến 4.5 IELTS. Trong level Pre-Foundation, các bạn sẽ cũng được học 4 kỹ năng, tuy nhiên sẽ giảm thời lượng của hai kỹ năng listening và reading một chút và tăng thời lượng của speaking và writing so với level trước là level Pre-IELTS. Tức là chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu hơn một chút về hai kỹ năng chủ động là nói và viết. Tuy nhiên là chúng ta sẽ vẫn được học rất là kỹ càng về hai kỹ năng nghe và đọc các bạn nhé. Đối với nghe và đọc, các bạn sẽ được học các chiến thuật làm các dạng bài quen thuộc trong IELTS, các dạng bài, các dạng câu hỏi ở trong hai phần listening và reading. Đối với nói, speaking thì chúng ta sẽ được học cách hình thành cấu trúc câu trả lời chuẩn, tập trung vào speaking part 1 và bước đầu làm quen với speaking part 2. Đối với viết thì chúng ta sẽ tập trung vào writing task 1 và bắt đầu làm quen với writing task 2 đối với level pre-foundation. Sau level pre-foundation và đã đạt được mục tiêu đầu ra là 4.0 đến
7.5 IELTS. Chúng ta sẽ tiếp tục bước tới level tiếp theo trong lộ trình, đó chính là level Foundation, kéo dài trong khoảng 2 tháng rưỡi với mục tiêu đầu ra là 5.0 đến 5.5 IELTS. Trong level Foundation, các bạn sẽ được học những kiến thức chủ đạo như sau. Cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên sẽ giảm thời lượng của nghe và đọc đi một chút và tăng thời lượng của speaking và writing, hai kỹ năng chủ động nói và viết hơn. Đối với từ vựng thì trong level Foundation các bạn sẽ được cung cấp củng cố từ vựng cấp độ B2 thuộc các chủ đề hay gặp trong IELTS ở cả 4 kỹ năng. Chúng ta sẽ tập trung vào từ vựng nâng cấp cao hơn một chút. Tiếp theo, đối với kỹ năng nghe và đọc thì các bạn sẽ được học các chiến thuật làm bài theo từng dạng bài trong hai kỹ năng này. Còn đối với nói thì chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu vào part 1 và part 2, cũng như là các cấu trúc câu trả lời, cách phát triển ý và các chiến thuật làm các dạng câu hỏi trong phần nói sao cho hiệu quả nhất có thể. Và đối với viết thì chúng ta sẽ tập trung vào cả cấu trúc của task 1, task 2, cũng như là học các nguyên liệu viết bài cho cả hai task. Và khi các bạn kết thúc level Foundation này thì mục tiêu đầu ra của chúng ta sẽ là 5.0 đến 5.5 IELTS các bạn nhé. Và sau khóa Foundation này, để tiếp tục củng cố điểm số thì chúng ta sẽ tiếp tục với khóa Intensive Speaking and Writing với mục tiêu đầu ra là 5.0 đến 5.5 cho hai kỹ năng chủ động là nói và viết, hai kỹ năng được coi là khó nhất trong IELTS. Và khóa này sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi cùng các kiến thức chủ đạo như sau. Chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu luyện tập hai kỹ năng speaking and writing, nói và viết. Cụ thể, đối với nói, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức ở lớp Foundation đó và mở rộng luyện tập chuyên sâu với nhiều chủ đề hay xuất hiện trong IELTS speaking. Còn đối với viết thì chúng ta sẽ được học chuyên sâu các dạng bài phổ biến cũng như là các chiến thuật viết từng dạng bài cả task 1, cả task 2 cho hiệu quả và để có thể nhanh chóng đạt được bên điểm mục tiêu, đó chính là 5.0 đến 5.5 writing cũng như là speaking. Và đó là toàn bộ chi tiết 5 khóa học mà các bạn sẽ trải qua tại IELTS Fighter để đi từ con số 0 đến mức điểm là 5.0 đến 5.5 IELTS. Và đây chính là bộ giáo trình mà các bạn sẽ được học trong suốt lộ trình này. Đầu tiên là level Basic IELTS, chúng ta sẽ có một cuốn textbook và một cuốn student's book để luyện tập ở nhà. Đây là cuốn sách giáo trình cho level Pre-IELTS tiếp đó. Đối với level Pre-Foundation và level Foundation của lộ trình, chúng ta sẽ có hai cuốn giáo trình được chia theo hai bộ kỹ năng. Thứ nhất là Listening và Speaking, nghe và nói, và đồng thời Reading và Writing, đọc và viết. Và bộ sách giáo trình này được đội ngũ chuyên môn của IELTS Spider nghiên cứu, biên soạn và tổng hợp rất là kỹ lưỡng và chắt lọc để có thể giúp đỡ các bạn học tập IELTS một cách hiệu quả nhất trong suốt lộ trình. Và sau đây sẽ là một số thông tin về cấu tạo từng khóa học trong lộ trình. Đối với mỗi một level, mỗi một khóa học trong lộ trình thì các bạn sẽ được học thứ nhất là các kiến thức chủ đạo. Đó, như là mình có giới thiệu với các bạn lúc nãy về chi tiết từng khóa học, đó chính là các kiến thức học thuật chuyên sâu về IELTS. Tiếp theo, một phần rất là quan trọng đó chính là kiểm tra và đánh giá trên lớp để mọi người có thể theo sát được tiến độ của mình trong suốt lộ trình và các khóa học. Thứ nhất là các mini skill test, là các bài kiểm tra kỹ năng nhỏ trong suốt khóa học. Progress test là bài kiểm tra giữa kỳ. Và cuối cùng là final test là bài kiểm tra cuối kỳ. Và ngoài những buổi học trên lớp cùng các giáo viên để các bạn có thể học được kiến thức chủ đạo này, được kiểm tra và đánh giá thường xuyên, thì ngoài giờ lên lớp, khi là học viên tại IELTS Fighter thì các bạn cũng sẽ được sử dụng app IMAP Educare để ôn tập bài cũ, làm các bài kiểm tra từ vựng hay là vocabulary test để củng cố các kiến thức trên lớp. Đồng thời các bạn cũng sẽ có thể sử dụng app này để làm các bài tập về nhà, homework và thực hiện lesson preparation, nghĩa là làm các bài tập từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp để chuẩn bị cho bài học mới. Và với mô hình học rất là đầy đủ những kiến thức chủ đạo trên lớp, kiểm tra và đánh giá thường xuyên và các kiến thức bổ trợ ngoài giờ thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh chóng trong suốt lộ trình học tập của mình. Và đến với IELTS Fighter, các bạn cũng sẽ được cung cấp rất là nhiều những dịch vụ bổ trợ khác, ví dụ như là dịch vụ tutoring theo nhóm nhỏ từ 4 đến 5 người sau mỗi giờ học để củng cố kiến thức trên lớp cho các bạn. Ngoài ra, IELTS Fighter còn có rất là nhiều những lớp học bổ trợ các kỹ năng, đặc biệt tập trung chuyên sâu vào kỹ năng speaking và writing vào cuối tuần, giúp các bạn học viên phát triển các kỹ năng này một cách toàn diện nhất. Và các lớp học tutoring và lớp học bổ trợ này hoàn toàn miễn phí cho các học viên của IELTS Fighter.
Và ngoài ra, IELTS Spider cũng sẽ cung cấp rất là nhiều các nền tảng học online cũng như là tài liệu học miễn phí khác như là các ebooks này, tài khoản học trên nền tảng trực tuyến eBOM, app iMath Educare như là mình có giới thiệu ở phần phía trước. Trên YouTube này, Facebook, TikTok của IELTS Spider cũng có rất là nhiều những video bài giảng chia sẻ kiến thức vô cùng hữu ích nữa. Và cuối cùng, một điểm rất là nổi bật nữa với dịch vụ bổ trợ tại IELTS Spider đó chính là IELTS Spider sẽ tổ chức các workshop định kỳ hàng tháng để định hướng học tập này, phát triển các kỹ năng mềm, định hướng du học hay là nghề nghiệp, hay là rất là nhiều những chủ đề thú vị khác cùng với các chuyên gia đến từ IELTS Spider cũng như là các đối tác của IELTS Spider nữa. Và đây chính là những dịch vụ bổ trợ sẽ hỗ trợ các bạn học viên IELTS Spider phát triển một cách toàn diện nhất về khả năng ngôn ngữ cũng như là các kỹ năng trong IELTS hay là các kỹ năng mềm. Và đó là toàn bộ lộ trình học tập để đạt mức 5.0 đến 5.5 IELTS tại IELTS Spider với 5 khóa học chi tiết trong lộ trình như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp các bạn một ngày sớm nhất tại IELTS Spider. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.